Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn có một bầy chó rút 12 con nha. Bầy này hơi bị sai. Bầy này của mình nay là được 42 ngày. Hôm nay bắt đầu chích vaccine đây. Đó. Chó con của mình đây. Đấy là mình bán như vậy là chích vaccine đầy đủ. Mình nuôi lên như vậy là 6 ký rưỡi đến 7 ký là mình bán như vậy là 4 triệu một con đấy các bạn. Chó mình nay đã được 4 ký này, hơn 4 ký. Bầy này là 12 con. Mít. Nó có 12 con rồi đấy, mà nhìn nó nhiều vậy đấy các bạn. Nó to rồi. Chưa tắm các bạn nha. Đây con chó mẹ của nó đây. Đẻ nhiều quá là nuôi con nó hơi ốm. Đứng lên con. Đứng lên. Đứng đây, đứng đây. Còn đây là con bố của nó đây. Đây là con bố của nó đây các bạn. Con bố nó thì hơi to nha các bạn. Con bố của nó là nay là chắc 65 cân. Cho con, cho con. Cho con. Đứng đây, đứng đây. Đứng đây con. Lên mày. Đây con bố nó đây. Cho con. Đuôi bọ cạp nha các bạn. Rồi ai có nhu cầu mua chó con của mình thì liên hệ với mình nha. Mình có số điện thoại luôn. Mẹ mày dắt cái con cho mẹ của nó đứng đây thôi. Đó, con mẹ nó còn tơ, đẻ đứa thứ hai. Đây chuồng trại mình nuôi đây, rất là đơn xài các bạn. Còn ở dưới này đây là chàng chó của mình đây. Rồi xin chào tất cả các bạn nha.